Hôm nay là ngày 4 tháng 4 thì mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một cái lô linh sam giảm giá cũng khoảng gần 50% anh chị em mình. Và cây kéo này cũng được giảm giá luôn. Nhưng mà cây kéo này thì điều kiện là giảm giá 50% phải mua 4 cây linh sam. Là em bán 50.000 cây kéo. Còn linh sam thì đồng giá là 200.000 cây. Anh chị em mình ha, là linh sam trắng phớt hồng rất là to luôn nha. Thì nếu mà anh chị mình mua 2 cây thì bên em sẽ bao ship ha. Em xin nhắc lại nha, là linh sam trắng phớt hồng thì thường á là những cái cây này ở dưới đất á, là nó cũng hơn 200 rồi anh chị em mình. Rồi bên mình bứng rồi mình ép chậu, những cái cây nào mà nó bị hư này kia là em bỏ hết rồi ha. Rồi hôm nay em bán là 200.000 cây và mua 2 cây bên em bao ship. Mua 4 cây thì được có quyền mua cái cây kéo này giảm 50% là 50.000. Cái kéo này thường là em bán 100.000 cây, kéo tỉa ha. Anh chị mình có xài cái kéo mà cán xanh cán vàng này thì biết ha. Đây, rất là chất lượng. Mình chủ yếu mình giao lưu để số anh chị em mình mà có mua thử, dùng thử ha. Là mua 1 cây là 100.000 nha anh chị em mình. Là mình mua 4 cây linh sam mới được mua cây kéo 50.000 ha. Đó, chứ không có khuyến mãi nhiều nha. Kéo là không có, ví dụ như đặt trường hợp mua 10 cây mà giá 50.000 cây thì không có được ha. Rồi mình đi vào chi tiết cái lô linh sam tán phát hồng này. Nó là màu trắng mà dạng như là không có lai ha. Lai cũng như là cái cây tán hai màu này mới gọi là lai nè anh chị mình. Một cây nó ra 2 màu, còn tán bất hồng lại ra tán không nha. Đây đó. Thì cái lô này á, là 200.000 cây, mua 2 cây bên em bao ship, mua 2 cây bên em bao ship và mình có quyền lựa theo cái mã số nha. Đó, theo cái mã số, rồi số 1 thì em không có báo sai được nha. Mình cũng xin nói chung ở đây á, là không báo sai được. Cái tay em bóp nè, ví dụ như cái cây này nó hơn 20 hoành nè. Em này cái nhánh này thì mình bóp nhánh này mười mấy hoành nè. Đó, đây là cây số 1. Anh chị mình có thể lựa cây số 1, 3, 5, 7 hay là 1, 2, 3, 4 gì đó thì tùy anh chị em mình. Giá 1 cây là 200.000 là không bao ship. Mua 2 cây là bên em bao ship nha. Đây. Số 2. Thì hồi sáng mình có tỉa bớt để làm chi, để cho gia đình mình nhìn thấy cái cây á. Số 3. Số 3. Những ai mà đợi giá mà khuyến mãi hay đợi giá rẻ thì ngay lúc này là mình mua được rồi ha. Nó cũng như bán thanh lý nha. Đây. Tất cả là cây zin ha. Số 4. To anh chị em mình, số 4 nè. Số 5. Đây. Số 6. Xứng đáng, vô cùng xứng đáng ha. Thì vậy loại linh sam tán phát hồng này sức sống rất là mạnh nha. Số 7. Số 8. Địa chỉ của em là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Đó, mình phải lựa đúng cây nha, chứ không có lựa đúng cây nói giao cây nào cũng được thì em không biết đường ha. Và nhận hàng trả tiền nha. Những trường hợp mà số anh chị mình mua cây giống á, mua quá ít, thí dụ như mua 3 cây, như hồi sáng mua 3 cây mà kêu em ship thì em không dám ship ha. Nhiều khi 3 cây có 60.000 nè. Tới đó rồi nhiều khi khách lạ rồi dễ bơm này kia lắm, nhiều khi hiểu lầm á, rồi mình không lẽ mình thu những cái cây đó mình về thì không có được nha. Cho nên là những cái cây này thì được ha. Nó rất là xứng đáng với đồng tiền bát gạo của mình ha. Đây, số 9 nè. Đó, để mình quay xa cho anh chị em mình coi nha. Cái số 9 này, đây. Số 10. Ha. 1 gang, 2 gang, 3 gang, nó 60 xăng anh chị em mình. Cái tàn nó rất là lớn nha. Đó, còn là 10 cây ha. Rồi mình tiếp tục tới số 11 nha. Đây 11 thì do không có đủ chỗ cho nên mình để nè. Cái đôn này là thường thường nửa mét anh chị em mình.
À, nửa mét nè ha, cái đôn này hơn nửa mét nè, cái đôn này hơn nửa mét nè. Đó, cái đôn này nửa mét. 12. Đây. Ha. 13. À, 14. À, 15. 16. 17. 18. 19, 20. Thì em xin nhắc lại nha. À, em xin nhắc lại ha, là mua 4 cây mới được mua cây kéo khuyến mãi 50% nha. Trường hợp mua 5 cây cũng mua được một cây kéo thôi ha. Tại cái đó là mình bán cây kéo đó là tên TikTok có thể người ta bán là 120 ngàn cây tới 84 á anh chị em mình. Mà em không biết bao ship hay không nữa. Đó, cho nên là nhân cái cơ hội này. Nó thì anh chị em mình để ý ha, nếu mà mua lẻ thì 100 ngàn cây. Mua 4 cây Linh Sam thì được mua cây này là giá 50 ngàn cây. Nên để mình giao giao lưu với anh chị em mình cái cây kéo này á. Tỉa rất là bén nha. À, và Linh Sam tán mắt hồng thì mình cũng có 1 cây ha. Đây, nó đang ra hoa nè, lá nè anh chị em mình. À, đây. Lá nó nè. Tán mắt hồng nha anh chị em mình ha. Lưu ý giùm em cái giống này. Đây trắng phát hồng nè, ra trắng còn trắng hai màu khác thì những cái cây này là Linh Sam 86 thì anh chị mình có mua thì mình sẽ gửi riêng, thường thường là giá nó cũng từ 200 ngàn cây trở lên, nó công nó nhiều nữa, nên Linh Sam 86 công rất là nhiều, sửa lại lá, còn hàng dòng lá lớn này á, là lại lá rất là lẹ ha. Đó. Rồi mình xin nhắc lại địa chỉ của mình ha, ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, số điện thoại là 0987 557 550. Thì anh chị mình nếu mà mình mua nhanh lẹ là mình điện cho em, mình điện cho em rồi mình chốt cái cây đó, ví dụ như Vũ ơi cái cây số 4 hay cây số 3 gì đó còn không đó, nhiều khi nhắn tin thì mình cũng có thể chốt được, nhắn qua Zalo có thể chốt được. Con cái là nó không nhanh lẹ, nhiều khi ai điện thì em sẽ chốt trước đó, ví dụ như cái cây số 4 này mình ưng ý đi đó, mà mình nhắn tin rồi trong đó có ai thích cũng thích cây số 4 như vậy đó, mình người ta chốt. Thì nếu trường hợp mình mua một cây á thì giá là 300 ngàn bao ship anh chị em mình ha, 300 ngàn bao ship, mua hai cây thì 400 ngàn bao ship, nó rất là rẻ luôn nha ha. Đúng ra là cái giá trị của nó thì từ 400 ngàn trở lên cây thì bên em bán cũng như là khuyến mãi 50% rồi, anh chị em mình có quyền lựa nữa ha. Rồi.